lên bắt hết về mà nuôi. Lọc ở nhà đây bắt lấy. Ở dưới lòng đây nhà. Ngồi đây, chạy đâu? Đừng có điên đi. Chạy đâu ngồi. Ô. Vậy ba thằng mặt tôi những cái nước anh mừng ơi, làm nước ơi, đi thôi, ráo trời đi, ra trời đi nha, nước lại sang uống này. Chó đấy, chó mà lúc nãy là đoàn vô xe mà vậy là công an nó cứ bắt lùa. Lùa mà. Ba anh em đi ăn em bình đi à. Đúng rồi, mình có được đi. Mai là học lễ mà, phải mai là chuẩn bị sách vở này. Về chuẩn bị sách vở mai đi thi lại à. Ngày thứ hai rồi. Mai đi lên trường nhận sách cho kìa. Dạ. Mai lên trường nhận sách. Xin lỗi, đủ xe không? Dạ. 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 Thì có đúng bài trước này là lớp A hay lớp B lớp C đi xếp lớp à chị đi xếp lớp đây chọn lớp A lớp B nó mới xét để học được.
xe nó gai nằm mấy tháng ngày đây không cái gai nằm gai đi nè anh nào phải đi chơi đây mai xem cái là cái thị trường bên tình là đấy năm ngoái là thì nó sẽ không bạn à. Năm ngoái là dịch thì nó cũng bắt đi. Năm ngoái anh này nếu là học bạ thì được vào lớp 3. Mà khi nghỉ hè thì dễ làm C hay là B đó. Năm nay bắt đầu thời điểm trở lại rồi là nó xét cho nó chất lượng học sinh. Lớp 3, lớp B. Trời, đây mặt trời.
luôn là chết là nhờ nhờ cuối nha. Chị ca bởi mò đúng chứ. Để ăn lượt nhau ăn hết luôn. Để tính là bọt cá bọt cá bọt quý lần kia là mua mới mua đâu về lâu rồi à. Đẹp nó tròn như thế là đâu cũng là mấy chuyện đuôi vậy mà quát lắm bọt mới là thức ăn cho nó sùi không là em có lần bác làm hương mùa đông thì nấu nước sôi cắm mấy xò cho nó nhanh lớn đâu cá là nó là phải phong thủy đấy. Ông ơi, phong thủy đấy. Ông đi 30 phút. Ở nhà rồi đi. Đó, ông nói rồi đi. Mình bảo là lật hành nhà mình có ra ngoài. Rồi mình
cát này thu mỗi anh 50 tiền một lo lắm, mà những lo nghề thì không. Cát bây giờ thì bắt mà không giữ được. Không giữ được cái mà lo hầu như khó nghề lắm, chả nghề gì. Ủa bây giờ chỉ lo nghề lo có chung chính không? Mất cái gì tìm lấy cái gì rơi cái gì mất lên nên là đang đi tìm cầm bữa rồi thả này chẳng chỉ có anh đi tìm thôi. Alo anh em, anh đang đi gì chơi rồi? Đi Sầm Sơn Thanh Hóa rồi. Ừ. Bây giờ vậy thì em chạy qua cái đi. Ừ nhá. Thì chạy qua cái. Rồi em chạy qua tí chứ dẫn em đi đường trên mấy người chạy qua tí nha. Giúp anh tí. Chạy đi. Hơn 400 hộ cho thắng mất mẹ hơn 100 hộ nghèo chính sách nhổ nghèo chính sách thì thằng chính là phải đóng từ 300 hộ mới tiền hỗ trợ quốc phường đó đang dư một mấy triệu bạc từ Canada là cứ kêu là không đủ đấy là tôi tính đầu hộ ra đấy còn kêu đủ nữa mà cứ tiền bắt Canada ra là ra tiền rồi tôi một tờ đấy tối cao là không được toàn phường là 60 cái mắt cái mắt mà 297 triệu 5 triệu một mắt đấy 5 triệu mắt là cam xịn đấy năm triệu chứ 5 triệu mắt là cam xịn đấy cam rồi là tivi à rồi tivi như ở bác là 2 tivi nè rồi 4 mắt đấy thì nó ngoắc vào đấy nè rồi dây nè rồi thùng nè nó đủ thứ chi phí đấy là tính ra như vậy là bằng số tiền ngoài tiền đầu mắt là 5 triệu một mắt là 9 mắt 45 triệu vừa hỗ trợ cho 30% 45 triệu được rồi 30% và lại bao nhiêu là hơn hộ dân phát là 400 hộ nhà 150 tiêu không đủ mình vẽ cái gì đó mà không đủ có anh em nằm kia ở đây trả biết sao ạ à để vùng sao với vùng đất vậy thích vùng sao vùng đất nó lo này kia và cái lo sắt thì không biết là tôi hết bao nhiêu tiền mà thu cũng mỗi hộ 50.000 mỗi cái năm là phường tổ chức cho mỗi thôn là 2,5 triệu mặt trận của bác 1,5 triệu thôn là 2,5 triệu mặt trận của bác là tết rồi cho mỗi thằng là 700 ăn tết quà cho mày nó không rõ ràng thì ở cái tình trạng đây là lắm mày cũng phản đối được chưa ơi đấy không rõ ràng lần nào họ cũng đủ mà vừa đủ với chi phí nó vừa hòa bây giờ ví dụ là không thiếu mà không vừa còn có cách là thông báo thống kê lại cho tôi danh sách đóng bao nhiêu cậu nào thứ đó lần nào hỏi ông cũng có hòa vừa đủ hòa cho được thế nên anh lấy tiền đâu vậy lấy cái này bắt đầu điều kiện không được
khai không chưa rõ về cái này là người ta yêu cầu là phải công bố cho rõ ràng phải là bán một mắt, bốn mắt là bao nhiêu, nên lên số tiền rồi mới bổ giá vào đầu xã hội. Bây giờ phải con kinh tế thì bao nhiêu để chi điều cho các hộ dân để thu được tiền chưa? Anh thấy nhiều quá, anh thu được thì anh thu một phần nào, dân cần phần nào, sinh nhau quá. Bây giờ anh không đi xin nên anh bị thu nó quá, tiền thì còn đâu. Làm đây là thì đã thân là người ta. Mấy cái ông đây sao đồ mồm mép ở đâu vậy nhỉ? Hỏi lại coi như anh bí thư, anh trưởng khu phố là công bố là giờ là thôn ta được chính mắt thì có sao nó lại chính mắt chỗ nào? Ở đây nhìn là có rồi nhỉ? Ở ngoài chỉ có là người không đi lại đây là xong rồi. Hay là các anh nhặt kẹt ở đây vào đó? Đây, bạn bây giờ côn trùng à? Khu vực Minh Cát không? Minh Cát trên có giỏi là chỉ ngắm tích, chỉ ngắm tích tới đây. Có thể là lắp trên đấy cũng có được mắt rồi. Có gì đấy qua làm khó. Trên đấy trên ngọn tính chỗ ngọn kiến thuốc ấy. Có thầm tới làm lại chứ là có gì là có lộn con mắt đấy. Tính cho được chỗ nào đủ chính mắt chưa nào? Có khi ngõ chỗ chợ có phải có mắt. Chợ chỗ ngõ ra một vòng ra ngoài xăm bếp có. Rồi. Nhìn lại quay xuống hay là rác này thì ví dụ như thì đáy ở đây nó lại không rác một ngày nữa, chung chính nó đi rồi thì nó lại chơi ngõ lặng lượng đây nó là không lượng nữa là khả năng đây là nếu đây bị cát rồi nó lại đưa vào cái nhà bị cát rồi có mắt đấy không lại là cái thứ nhất cắt ngã tư ngã ba nên nó cũng hợp lý gì đấy lắm. Quan trọng là ai nhìn lắp chính mắt thì có khả năng là nó lắp cứ cho đủ chính mắt cứ đủ chính mắt thôi nếu mà thôi được mắt có cái là không mua thu nó quá tiền, cái tiền số tiền dư anh vào làm cái việc gì xong mà để con báo rồi để con nói kêu bây giờ thu vậy nhưng mà chưa chắc có khi còn chưa đủ không đúng anh cho ra là mà bọn chúng chưa đủ kinh phí thì phải cho là 5 triệu một mắt rồi chính mắt 45 triệu mà trong cái đấy xã phường hỗ trợ cho 30% là 15 triệu là khoảng 30 triệu hơn 30 triệu đấy mà trong đấy là hơn 400 hộ, 423 100 là không đủ rồi. Cái thu 100 không đủ. Trừ người nghèo với ông bà già đi, trừ hẳn đi cho cái số lẻ 100 mấy chục hộ luôn đi 300 hộ thôi. Cùng ăn thì là 150 đất à 45 triệu rồi. Gia đình chính sách hỗ trợ cho 45 15 triệu là 60 triệu mà thêm 45 triệu. Mà chưa đủ. Làm vẽ thì ra nó không đủ. Camera thì xã phường nó đứng ra nó lắp cái cây nó chỉ lắp rồi mà phát sinh mình chỉ dẫn này về thôi. Người ta cứ đi người ta lắp rồi mình có làm gì thêm đâu mà phát sinh à? Giống như tiền khuyến học cũng vậy. Hộ dân thì cũng đông, có ít đâu mà học sinh thì có nhà nào cũng có đâu. Vừa bác là khuyến học là đâu năm được. Nhà nào con cháu là làm được đâu. Anh kêu thiếu 3 triệu thì 3 triệu 3 triệu thu tổng thể bắt đầu thu hết đợt là giao lại cho chủ là câu lạc bộ à là cho chiều chủ cứ làm hát cho mình thu được tiền hay đấy anh như vậy cân đối này bây giờ cái này, trước đây là bác không gì đâu bác cũng cứ để các anh làm sao làm nhưng bây giờ bác có tính này yêu cầu ông thôn trưởng ông loa toàn bộ giấy khen của ông thôn gái học cho xuống mầm nó đã tại loa nè loa tập hợp các người mà làm tính này ta có 3 triệu loại nào được 20 loại nào được 30 và loại là 1 năm 50 khoảng 100 thì tính nhà này cướp chưa một phần phải thiếu một vài trăm nữa thì là lấy cái quỹ của các bạn của nó chỉ đi lên 100 từ mỗi gia đình thì năm nào cũng có năm thừa cũng có năm dưới rồi bốc vào lại thì tính là ví dụ như trước mầm non thì cho cứ cho mỗi cháu phúc khen cho mỗi cháu 200 rồi bây giờ là thêm cái khen đồng loạt thì trước đây là cứ học cứ dân học anh nào nó giỏi toàn diện thì cho 3 triệu 5 triệu các cái kinh tế vừa thì bao hòa thiếu nhiều loạn cho nên nhà mở rồi làm không thu chi không rõ ràng
không nêu cái thu được bao nhiêu, chi bao nhiêu lên nên là cứ hoãn, chi bao nhiêu cũng hoãn. Bây giờ anh thu từng quỹ một, có những hộ gia đình là người ta già bà già người ta không đóng. Nhưng đến cái bàn thu đấy là nói bây giờ cái quỹ của bác nhiều anh cân lắm, còn bác nên thu nhà mình giống cân bố mẹ đi. Bây giờ của bác không đóng, bác không đóng, bây giờ bác có tư nhận được cái bản này. Còn là kết hợp cho cháu nè, hay là quỹ 20 triệu, 20 nghìn trên hộ gia đình thì đối với người cao tuổi nè. Mà bác là người cao tuổi nói thẳng rồi này. Rồi 20.000 ấy chỉ để đâm nghe bác là cái tình yêu đất nghiệp đáng đó. Nhưng mà cái này không phải là về ta mà giờ người ta chỉ thu chung lại là có thể làm nhà tình nghĩa hay là thăm hỏi các bác ốm đau rồi đấy. Để bác có tham gia cái nào là tham gia. Mấy cái đấy thôi. Còn ông ấy không thể là như cái thiên tai thì ông hết tuổi rồi. Thiên tai trước đây là 15.000 thì bây giờ khoảng 20.000 thôi. Thì bây giờ các bác không gì rồi, chúng ta đi vào trước của bác ở đây là bác từ 18 năm. Để tôi cũng ép cho các gia đình đang hành trong một cửa. Một số các ông này lại đám chứ, các ông đám rồi thì mình ở trên chỉ tiêu là nó chỉ giao cho mình là có 100, ví dụ 200 thì nó trừ các hộ gia đình khác còn khoảng 150 thôi. Thì mình thu có thể vượt cái đấy lên. Mình vượt cái đấy lên thì mình lại đắp vào cái chỗ bị, cái chỗ nào mà mình đang thiếu đấy. Mình thấy là à, một thu tính nhà hạch toán ra rồi mà một kia không đủ nữa, có khi là không đủ, nó thu vậy nhưng có khi là không đủ. Đây trước đây hạch toán cho thành thái thì ta hạch toán như vậy là 70% là ta có 14 triệu, 14 triệu với 200 mỗi giờ hiện tại là cái nhà thì chia bình quân ra 14 triệu thì mỗi một hộ là có 70 triệu, mà 70 triệu này thì ta trừ cho cái hộ chính sách khó khăn không thu được đấy thì có thể là phải lên 100 nghìn một người một hộ gia đình. Cái này là khuyên thì bây giờ bác cũng nghĩ bọc thôi, bây giờ trước tiên ta đi xem mấy cái đường này sợ thế nó lên cao thì mình phải thu. Có nghĩ là các đoàn thể chị ra hội thay nhau đi một số cái nhà doanh nghiệp, ở đây có 3 cái nhà 4 nhà trường thì ra đi xả đóng cái địa bàn đất không thay thái. Anh xin được bao nhiêu xong mới ta về ta tổ chức hội nghị chi bộ mở rộng chi bộ phát động chi bộ dân khó khăn đấy. Bây giờ ta phát động với anh nào khó khăn lắm thì nó được đảng viên cái gia họ của đảng chắc chứ năm triệu mấy một bản cách này rồi bản cách về tôi với mai tôi muốn chữ anh nào chị nào bán thôi mà không có đây là cái loại mà đi phạm cây xa đi vả cái doanh nghiệp cây xăng đấy chắc là giờ thấy có như vậy để trước tiên đi rồi ông chữ bây giờ là ông điện cho tôi mấy cái doanh nghiệp cây xăng chúng mua tại đây và điện này ta cứ họ ta lấy nguyên liệu cá này. Ông nhớ cái đầu bài coi như camera an ninh này là của hoặc là anh nào khi người ta hỏi là anh nào quản lý và doanh xăng nhớ tôi cái đầu bài đấy khi người ta hỏi lại. Điện là mấy đơn vị thấy là anh nào đó cũng thích chí rồi để cho hồ ý với công ty xã hội trời đã thôi mà. Mà đếch vậy là đi 2 phòng là 16 triệu rồi. Còn như anh Bình ngữ này cũng hứa cháu ủng hộ cho bác. Chưa tính đi xin, các ông đi cháu xin, đi thu được hộ dân thôi, đã thừa. Cháu ủng hộ cho bác. Không phải các ông có đi xin. Chi bộ thông báo luôn là chi bộ biết, không xin đến chi bộ nữa. Bây giờ mình cái gì là chưa tại sao là mình cũng phải có cái lời cảm ơn một số cái doanh nghiệp đấy. Ông không phải đi xin, các ông không xin xin các doanh nghiệp không phải đi xin các hộ kinh doanh có thể mà đây các ông đi thu trực tiếp của dân hữu đã thừa rồi tính ra lên đã thừa rồi mà cũng chưa hữu cái quà tại cho là chắc là riêng thử là thử cô yên đây này. Hỏi qua cho hỏi mấy mắt cho chính mắt rồi chính mắt có nhiều nha, nhưng mà tu bao nhiêu hộ cái là ra ngay ở ra thì hỏi là bao nhiêu hộ gia đình ở đây khu vực đây. Hôm qua là đã thấy quả tiến rồi, quả tiến nó nói là
quê mà nó phát triển của chúng nó mới được khoảng 2 năm, 2 năm 6 nghìn. Đi đâu về đây? Chú mà như một hồi nhiều ra ở Trần Thành. Hầu ra kêu liền trong hàng chú mạch tiểu lắm nha. Đông người là nó xin ăn là nó gì được, nó về là các bác không thích chiến sinh. Thanh viên Thanh Thái là giao cho Thanh Thái, thanh viên là cứ hè Tết thì các cháu các giao cho thanh viên đi sinh. Các ông không đi sinh thì cũng được. Nói chung là đánh căn hộ là bóng đá hay thiếu nhi gì đấy thì ở nhà hồi 30 đấy thì được. Nhưng những cái lắp đây thì không cần đi sinh được, nhưng ông thu được sao cho nó hợp lý đủ cái việc là nó thu thừa. Thu thừa với các ông nên bỏ túi thì làm gì? Cái này thường thường chứ bỏ thứ. Còn một năm là nhà nước mới đi xin. Một năm nhà nước hỗ trợ cho thôn là 2,5 triệu đâu. Đây là tiền ngân sách địa phương hỗ trợ về chi phí. Mỗi đoàn thể là 100. Nhà nước hỗ trợ. Mặt trận 1,5 triệu. Đây khu phố trong kia có 8 triệu. Thu tiền chẳng hạn như bóng đá hay trung thu đó thì thu cho trẻ rồi. Bóng đá là phát cho trẻ thì cũng được. Bóng đá với trung thu là ra được túi à, rồi nó cái là những cái này nó thu thấy nó tiền nó nhập quá lắm. Nó thấy là tiền cũng mà như là nhà lâu lâu lại cho mà thành phố bỏ phố ấy. Đến khi đi vào đóng góp và giờ ép họ phải chịu được. Đóng bà mai rồi đây kêu nhà tôi sẽ đóng ra này đóng 200 mấy bên này đóng là 300 thì cho nó được 300 thì 200 mấy. Thu chi phí là thu 100 nghìn một đô thì tăng ra chi phí mới phát được biết. Mà chi phí thì cái lượng hồ lô lên thì cũng ngang ngang với thái thôi, thường thường là nhiều hơn tí, nhiều hơn nhưng mà không lắm kể, tại cũng ngang ngang vậy, chắc cũng nhiều hơn nhưng mà chắc không mất được bộ được, cái tiếng nó nhỏ, cái tiếng nhỏ, từ đây lại nữa thì chưa thế là, cá với hồng thắng là đồng, đồng thắng là một, đi cá là hai, hồng thắng là ba, ba anh là đồng thắng thế mà. Nó nghiệp nhà hàng nhiều. Cái đấy là dễ. Xin họ cho một vài triệu nó dễ. Cái đấy là nhà các doanh nghiệp đã xin cái này là cái chung. Các nhà hàng bây giờ cái thông tin là đóng cả cái đấy. Cho ngay nhà hàng lớn thì một vài triệu họ cho ngay nhà hàng lớn thì một vài triệu họ cho ngay. Lại lên nhà Hải Hải kia mới để làm cho cái chính không không có gì chính không. À nhà mình ba thấy mặt lên đấy ba rồi. Bấm họp cũng nói mời ba ơi, ba ngồi rồi. Bác lên lên anh hãy cho tôi xin gì nữa. Đấy có ai gọi anh đây cái gì nữa. Nói chuyện với ước hôm qua con đi thì mày chống. Chống. Không lắp. Nên lắp rồi. Con Vinh mà lắp thì ông chỉ lắp được cái trục đường ông nái và lên thôi. Thì tức là ra ngoài kia. Con mà cái trục ấy nên lắp. Chụp cái hàm trộn hết. Thì tại vì vậy là tôi dùng cho nó nói là tôi chuyển nhau chuông luôn. Ông bảo là bây giờ điện đường còn đang không có. Với hai là đường xấu, điện không có thì lắp ra ngoài đài làm gì. Cái chụp lấy trộn cấp năm như thế này cũng lắp. Ông bảo qua cái máy này làm gì. Đang đưa bác cháu ta lên Facebook đấy. Nó ra bán hàng đấy. Quay xe à, không trời này rửa đang đi xe với mấy tháng rửa cái đầu lát đi lâu của thằng hai chứ hai ngang mới đổ máy luôn đấy, chậm luôn đổ máy lần hai lần thôi à, hai lần đổ máy thì sang tay lần đầu lát hai đôi không biết rồi hơi chạy có biết đi hết như hai nó rửa nước lắm, hai lần đi hai lần này nhau gắng lắm, ba lần hai lần mà thay nhớt cả chục lần mà chưa thay dầu lát mà. Ồ.
Ăn với vợ con nó cái béo hút thì nhỉ. Gọi rắn cắn đi, chính tiền. Thì mình nhỏ lấy một cái đen đấy.
cắn là vấn đúng không? Hay là công trình đấy là công trình đó là vấn là vấn đã đưa là phải có nó còn được vậy lão có đi giày với lại đâu kính không? Không hay chở đấy làm thịt với rau với đậu thứ đấy lỡ đâu phải con nhờ con dế nhà ông nhìn đi nhìn cái gì đây thì... tay ba là người ông tin nhìn làm tay ba là con bà Minh gì nhỉ tay đấy là em dế nhà Đoàn Nhung à, hay là cái thằng nhíu mà trước đây mà nó đi nhận công trình mà nó đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi nè lỗi tay sai cũng lão ba rồi này đúng không để trước thời gian mà đi làm cho lão ba thì nó hay là làm sai à cái sai nhỉ nó làm lần ở cái nhà ba thôi làm điện nhà gần lắm ờ đó là đi nó chuyển vào không lấy tiền trong đi vào nhà tìm tận nhà đáng làm yên nhà mà không cửa gọi gì đó ủ à nhớ sai thằng dễ kia đó thằng Quán Châu mới làm đó là tiền ở đây đưa điếu một mà tiền ra nhưng có gì đâu không nhưng mà nó để lại đó lại bảo là để công hót nữa thế là nó bảo là đi đòi công cái như cái ghẻ luôn dạ thì lúc cho vay tiền trời xanh như biết mà lúc đòi tiền thì gọi như biết như không hai bảy tết là chưa có tiền ngủ mùa đông bánh trưng gặp nhà ba là bánh trưng không muốn nhân luôn không có bánh trưng luôn là đâu nhân nhân chứ là lấy hai bảy tết nó tiền lấy đâu là bánh trưng nó mình nhân bộ đất ở chỗ gần nhà cũng bán rồi bán rồi như vợ chồng có nhau không là bỏ nghe hay nghe con mũi lâu lâu lại lên nữa là con nó hay là vợ à. Đây phải bỏ đi bỏ đi thì rồi bên ngoài là anh em lối nào bên các chú này có anh em không ngoài này có đây là lấy gì nhé anh em mình và mẹ ngoài chú này mẹ mình hai chị cưới à rồi với lại lối ông nhạc hay không là cọc kèo đứng nắng đấy đúng không à rồi đúng rồi nhạc bây giờ nó tiền lắm nhạc thì có tiền nhưng mà vậy là như là à vậy như nhà con Chi lại là em trai chú à ờ như thế nào thì đó thì là hết ờ phải bố vợ sang số cho ông nào chưa? Ông thì ba chồng đấy. Thôi ông ạ, ông không biêu. Tôi là có càng tốt. À thì nói vậy chứ tôi chưa từng chối. Đấy. Mà có càng tốt thì mình có thì đi qua đây. Nói chung là bài này, nói chung là bố vợ có nhưng mà chưa biết lúc nào có. À, cho thì có càng tốt nên con mình cũng thật sự chính như cũng nhiều lắm con gái không anh em là cháu sát là cháu đâu không còn nhiều nữa đâu chả thằng nào quá có thằng bố thôi có thằng nào là rồi à bố là trai nhất nhà à đứng nhà con gái với bà bún cua không không nữa không nữa à này như lấy con thứ hai này bà nếu mà không có thằng Quán Châu là thằng Bùi Yên Bái nè
không có là làm cái gì chứ mọi chuyện không có đồ mới đủ nhà bà vào đấy đâu lại chú đi mua cũng chung trả được ít không đâu đâu ra bây giờ thả gì cũng trông có hai lô đi thả hai lô rồi dưới đấy nhà ba hai lô dưới đấy hai lô nhưng mà hai lô chưa làm sổ hai lô đang ở đó chưa làm sổ ô mua rồi con chưa làm sổ ô nào mua ô bên cạnh đâu ô ngồi ném anh cũng bây giờ là ô đấy ô mua đấy nhà bà đấy là có một ô rồi ô mua tôi nghĩ là mà hiện tại là mua nhà tôi lô đấy này là cái khu vực đấy mà mua còn đất ở đấy chưa có thổ có khi là ở có đất đấy ông mà đánh thôi vậy chứ nó có thổ người ta ông má có khi giờ này không biết là thổ làm đâu á tao nghĩ mua chỗ nhà quay về này có khi để sau này thôi thằng này phải mua chỗ thích đâu về cho quay luôn nữa đấy chung nhà chúng anh nhìn nha. Nó bán đi cũng được. Ba cẳng đi bắt cá về đấy. Cá gì cũng làm rồi. Được rồi đấy. Cá về rồi. Anh bỏ ý ra ngoài bỏ ra hoặc là các con ấy,
có cây rũ đấy để vào để xin xin làm quế ra vậy thì lắm à vậy ăn số 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 nó lại mít 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 mít. Có chứ đi làm đều đây, có đen cơ.
đây mà. Bốn cao bốn được. Em mua cái thời đang ủy ban đi. Còn không mà mày cần tao mày mò đến nhà đi, nhưng mà đây họ ra họ điện vào ra ga luôn, ra ngoài kinh xe đâu bắt kinh xe cho phải đâu cho họ đâu mua ở nhà trước rồi bán xong rồi đóng của họ. Bất nhiên. Xin bớt xuống rồi được. Anh cứ bớt rồi. Anh đi nữa. Đâu vậy? Chẳng bớt cơn cần đâu. Hả? Để cái gì? Chờ về ủi lại không? Để làm gì đây? Chấm nước dần dần đi. Tại khoảng cá này mà đâu sâu nhiều cái đít kia bèo. Để cá lấy nuôi trong bể đây thì ăn ăn xé cho cái mì này nó tròn quay. To lắm. Lướt này chưa kịp lớn nên là lướt cái đoạn đấy. Cá này chuyện cá họ có người sao có chim bao vậy nhưng mà người to nứt như là cá mới để chó mới để na là còi quá. Phải nào bắt chó chưa? Chưa. Có lượng này cô phải đứng nghe vài chục lần. Mà biết lên cửa lên cửa mà mùa mùa tháng mà mùa xấu chứ không có hết. Đấy là thời gian gian con nhà ông đồ ai. Nhưng mà có chắc là có bị anh không mà nhớ lắm. Đó sao cứ chờ lên kia. Với cô trường đồng bụi nó cũng không may được lắm. Con mà hay là coi như
Để nó xuống chết. Ai đó? Em đi đây, không có nước xe à? À. Bà ơi. Bà cháu gì đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.